Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái danh thiếp bằng cái phần mềm Illustrator CC 2018 nha. Rồi, ở đây là cái sản phẩm mà sau khi mình hoàn thành xong này thì nó sẽ như thế này. Rồi đầu tiên thì các bạn sử dụng cái phần mềm AI nha, chúng ta bật nó lên. Và đây là cái sản phẩm mà mình làm trên cái AI. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file new, chúng ta sẽ tạo ra một file mới. Ở đây thì các bạn sẽ đặt kích thước cho nó là mm nha. Ở đây thì mình sẽ để mm này. Ở cái chiều rộng của nó các bạn cho nó 90 đi. Cái chiều cao thì các bạn cho nó là 55. Và cái Color mode này thì các bạn sẽ để cho nó là CMYK nha. Và các bạn nhấn click. Rồi thì nó sẽ đây thì nó sẽ ra cái vùng làm việc cho mình này. Thì các bạn sẽ click vào thằng Arbor Tool. Ở đây thì chúng ta sẽ các bạn sẽ ấn phím Alt này, chúng ta tạo ra một cái Arbor Tool tiếp thứ hai này. Thì trên cái file này thì mình sẽ làm ở mặt trước này, đây là mặt sau này, thì mình sẽ làm trực tiếp trên cái file gốc này luôn này. Đây mình sẽ copy qua nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ xóa những cái không cần thiết này. Rồi bây giờ mình sẽ làm từ đầu nha. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ cho cái đường lưới như này này, các bạn để ý này. Đó thì chúng ta sẽ đưa nó vào. Thì ở đây thì cái đường lưới này thì mình không có tự làm nha, mình sẽ đào sẵn về cho nó nhanh. Và mình đây mình có đào sẵn về này, mình đào cây hình cây quả địa cầu này, hình trái đất này, cái bản đồ này, thì nó có một cái đường này, đường lưới này, nó nằm bên dưới này này. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng nó này, chúng ta nhấn Ctrl C và qua bên file mình sẽ nhấn Ctrl V này. Đó. Và các bạn sẽ thu nhỏ nó lại này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phóng to nó lên và các bạn là nhớ ấn chữ phím Shift nha, là thu nhỏ nó lại. Và ở đây thì mình sẽ click file chuột này, các bạn sẽ cho nó là nó đây thì mình sẽ xoay chiều nó nha. Các bạn sẽ vào cái thằng này đây, sau mình sẽ đảo chiều cho nó này, các bạn tích vào vertical này, rồi chúng ta nhấn ok nha. Rồi ở đây này, cái màu này màu xanh thì mình sẽ để màu xanh như này luôn nha. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bạn làm cái màu xanh này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái phần bên tay phải này. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hình đây, nó cái hình màu đen này này. Thì ở đây thì mình sẽ đây mình sẽ sử dụng cái thằng là Router Rectangle Tool này, và mình sẽ đây mình sẽ vẽ một cái đây, các bạn sẽ vẽ một cái hình nó có màu góc này. Và công việc tiếp theo thì các bạn có thể đây này, các bạn để ý này, các bạn đưa con trỏ chuột nó vào cái dấu chấm tròn này này. Và bây giờ thì mình sẽ kéo này, đây các bạn kéo như thế này thôi. Hoặc các bạn có thể kéo thêm đi. Nó mình nghĩ là nó kéo như thế này thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tô màu đen cho nó này. Và bây giờ thì mình sẽ xóa cái phần thừa bên trên này này. Đó, các bạn có thể các bạn click vào cái thằng Pen Tool này. Rồi chúng ta sẽ phần click vào dấu trừ này. Rồi các bạn click vào đây. Rồi ở đây thì mình sẽ click vào cái thằng Direct Section Tool này. Các bạn sẽ click vào, nhấn delete, chúng ta xóa đi.
Rồi tiếp theo thì cái hình màu xanh. Ở đây thì mình sẽ sử dụng tiếp Router Rectangle Tool nha. Và bây giờ thì mình sẽ đây mình sẽ vẽ một cái hình ellipse này. Đó, như thế này. Và bây giờ mình cũng sẽ bo góc cho nó này. Đó, mình sẽ bo góc. Rồi tiếp theo các bạn ấn chữ phím shift này, chúng ta chọn hai cái hình này và các bạn tích vào đây cho nó căn ở giữa này. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái hình, thay cái màu cho cái hình này thì mình sẽ sử dụng cái màu này. Mình sẽ sử dụng cái màu xanh dương này nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đưa nó lên này. Ở đây thì mình sẽ phóng to nó ra chút xíu nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần dư bên trên này này. Thì các bạn cũng sẽ làm tương tự này, chúng ta các bạn sẽ click tròn vào này, chồng vào hình này và bây giờ chúng ta sẽ click vào Pen Tool này. Ở đây thì mình sẽ click đây. Rồi các bạn để ý này, nó có cái dấu cộng bên dưới cái đây, các bạn để ý này, nó có một cái dấu cộng này, nó các bạn click vào. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ click vào Delete Section Tool này, các bạn bôi này, những delete xóa đi này. Rồi ở đây thì mình sẽ xích cái hình màu đen xuống này. Đó. Rồi công việc tiếp theo thì các bạn sẽ đây các bạn sẽ dùng Ellipse Tool này, chúng ta vẽ một cái vòng tròn. Ấn chữ Shift nha, các bạn nhớ ấn chữ Shift. Rồi bây giờ thì mình sẽ phóng to cái vòng tròn này lên này. Rồi mình sẽ xích nó lên này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn ba cái hình này và các bạn căn ở giữa này. Đó. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đưa cái hình vào này. Thì các bạn sẽ vào file này. Lay này, mình sẽ đưa cái hình vào này. Ở đây thì mình sẽ lên Google đi, mình sẽ ghi là nông nghiệp này. Đó, mình sẽ sử dụng cái mình sẽ ghi vào đây, mình sẽ sử dụng hình này luôn nha. Các bạn sao chép này. Rồi chúng ta sẽ nhấn Ctrl V và các bạn click file chuột này, các bạn cho nó xuống dưới cùng này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thu nhọn nó lại này. Đó, rồi các bạn ấn chữ phím Shift này, chúng ta click vào cái hình tròn màu đen này, các bạn click file chuột tròn Make Distance Map này. Đó, và bây giờ các bạn click đúp chuột vào này, rồi chúng ta sẽ tùy chỉnh này. Rồi tiếp theo các bạn click đúp vào bên ngoài này, rồi chúng ta sẽ chọn cái hình vòng tròn này. Các bạn sẽ click vào cái mục trốc này này. Thì chúng ta sẽ cho nó là màu trắng này. Các bạn để ý bên tầng property này thì các bạn có thể tăng dạng bên size này. Mình sẽ cho nó là 1.5 thôi. Ta nhấn Enter.
Rồi tiếp theo các bạn để ý bên dưới này này, thì nó có một cái hình giống như thế này này. Đó, thì các bạn có thể sao chép hình này này, các bạn nhấn Ctrl C, Ctrl V này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xoay nó này. Đó, các bạn xoay như thế này. Rồi chúng ta sẽ thụt lùi nó xuống này. Rồi ở đây này các bạn để ý này, thì chúng ta sẽ dùng Direct Selection Tool này, các bạn bôi này, rồi chúng ta xích nó lên này. Đó. Rồi bây giờ này cây hình này thì chúng ta sẽ cho cái chế độ hòa trộn nó. Các bạn sẽ cho nó là multiline nha. Rồi, tiếp theo này các bạn để ý này. À, các bạn sẽ làm cái phần tên cho nó này. Đó, các bạn click vào cái thằng Rectangle Tool này. Rồi chúng ta sẽ đây các bạn sẽ tạo ra một cái hình. Rồi ở đây này các bạn click vào Direct Selection Tool này, chúng ta sẽ cho cái này bo hết góc luôn này. Rồi bây giờ thì click vào Blend Tool này, mình sẽ cắt cái phần dư này đi này. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghi tên của mình vào này. Mình sẽ đưa cái icon hình người như này này, hình chân dung này. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm này này. Đó, đây là cái phần mềm nó tổng hợp những cái icon cho mình này. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ việc là đây, mình sẽ kéo nó vào này. Đó. Rồi chúng ta copy nó này. Rồi bây giờ thì các bạn cho nó là màu trắng đi. Rồi chúng ta sẽ dùng title, các bạn click vào title, chúng ta sẽ ghi tên của các bạn vào này. Mình sẽ ghi tên của mình này. Rồi bên này thì bên băng character này thì mình sẽ thay cái phông chữ là UTM. Đó. Cái màu sắc thì mình sẽ đây mình sẽ dùng công cụ hút màu này, mình sẽ cho nó là màu xanh này luôn. Cây này mình sẽ cho nó là 10 thôi. Rồi mình sẽ ghi dòng chữ bên dưới là chẳng hạn như là đó. Rồi mình sẽ cho cái size là 6. Dòng chữ này mình sẽ highlight này. Rồi cái màu thì mình sẽ cho nó là màu nó hơi hơi ghi một chút xíu này. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào Pen Tool này, chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ tạo một cái đường gạch chân bên dưới này, ta nhấn Enter này. Rồi cái màu trốc này thì mình sẽ đây các bạn sẽ dùng thằng hút màu này này. Đó. Rồi mình sẽ cho nó là 0.5 thôi. Rồi tiếp theo thì ở đây thì các bạn sẽ làm tương tự này. Đầu tiên này mình sẽ sử dụng thằng Router Rectangle Tool. Chúng ta sẽ cái hình này thì các bạn có thể khóa nó lại này. Cái layer này thì các bạn có thể khóa nó lại nha. Đây này. Đó mình khóa nó lại này. Rồi các bạn sẽ sử dụng Router Rectangle Tool. Chúng ta sẽ đây mình sẽ vẽ một cái hình. Đó. Rồi các bạn sẽ tô màu cho nó này.
Các bạn lưu ý này, cái kích thước của cái hình này, đây, các bạn để ý này, đó, thì mình sẽ kéo nó, đây, nó rộng ra như này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đưa những cái icon điện thoại, email này, web vào này. Thì mình cũng sẽ vào cái phần mềm ở đây này. Đầu tiên là cái điện thoại này, mình sẽ kéo nó vào này. Các bạn nhấn Ctrl C này. Rồi chúng ta nhấn Ctrl V. Thu nhỏ nó lại. Rồi ở đây thì màu sắc các bạn cho nó là màu trắng đi. Nhấn OK. Rồi tiếp theo này, cái email này. Đây. Rồi, tiếp theo các bạn cho nó là màu trắng này. Rồi, tiếp theo thì cái website này, các bạn sẽ đưa icon website vào. Bạn có thể nhập vào đây, các bạn tìm kiếm này. Đây, mình sẽ đưa một cái hình này đi. Rồi chúng ta nhấn Ctrl C. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ việc các bạn ghi nội dung vào thôi. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ ghi số điện thoại mình vào này. Đó, mình sẽ sử dụng cái phông chữ là UTM AVO này. Cái size thì mình sẽ cho nó là 6.5 thôi. Rồi cái màu này thì mình sẽ cho nó là một cái màu nó không phải là một cái màu đen đâu, mà cái màu nó đây này. Đó. Rồi tiếp theo các bạn ấn ấn phím Alt này, chúng ta sẽ ghi mail nó vào này. Các bạn nhấn cần đây. Rồi các bạn ghi mail vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ghi cái website vào này. Rồi tiếp theo này, bây giờ thì cái mặt sau này, thì đối với mặt sau thì đây các bạn sẽ vào cái thằng chúng ta tắt cái khóa này đi. Rồi cái mặt sau thì mình sẽ copy nguyên cái bộ này này. Đó. Mình sẽ đưa nó xuống này. Rồi nhưng mà chia đây là nó khác một điều là cái hình ở đây này nó sẽ nằm lệch sang bên này này. Thì các bạn lệch phải chuột này, chúng ta cũng sẽ các bạn sẽ đảo chiều cho nó này. Đó, các bạn nhấn OK. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đưa cái logo vào. Ở đây thì mình có logo này, mình download cái file logo này. Đó, mình sẽ nhấn Ctrl C này, Ctrl V này. Rồi ở đây thì mình sẽ ungroup nó này.
Rồi màu sắc thì mình sẽ cho nó đây cái màu xanh này. Rồi bây giờ mình nhấn Ctrl G này, mình đưa nó vào này. Tất cả những cái file nguyên liệu này mình đặt lên ở bên dưới nha. Rồi ở đây thì mình sẽ đây mình sẽ sửa lại này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đặt cái website của mình sẽ đưa nó vào này. Rồi ở đây thì mình có thể sẽ đưa cái mã QR code vào này. Đây, cái mã QR code đây. Đây. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái danh thiếp bằng cái phần mềm AI nha. Các bạn nào mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận mình sẽ giải đáp. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.